Năm mới em chúc sức khỏe khách hàng trên cả nước. Sức khỏe dồi dào. Sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Chúc thế giới sớm hết Covid đúng không? Đúng rồi. Lắm tiền để lại mua chó ủng hộ bên em đúng không? Video đầu tiên của trẻ em trong năm mới 2021 Tân Sửu ạ. Muli. Muli. Cho Muli lên sóng. Zip. Cho An xem này. Không không ấy nhá. Đây. Sydney. Lên nhỉ. Sydney. 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 Đi về. Con của Gin và Molly, hai bố mẹ khủng nhất Việt Nam. Những cái xem những cái đàn như thế này, cho con đàn này xem có phải là nhất Việt Nam không, đúng không? Đây là bố giải thế giới cao nhất thế giới Iboba rồi, điểm cao luôn nhá. Ba đời Iboba, đời Kim, Molly thì cũng không hề kém. Toàn Iboba cái thứ, không hề thua. Con Molly này lại có giải BH, mọi người thông thường thấy là chỉ có bố có giải thôi đúng không? Nhưng mà đây nhá, bố có giải cao nhất và mẹ này là có giải BH luôn. Thường thường là rất hiếm cho mẹ có giải đúng không? Và cái đàn con nó đang rất non, em chưa quay lên sóng mấy nữa, bắt đầu khoảng 20 hôm nữa thì bắt đầu lên sóng cho mọi người xem. Molly thế này thì gọi là số 1 Việt Nam nhờ. Mà giá chỉ 10 triệu đến 15 triệu đổ lên thôi, à đổ xuống thôi đúng không? Rất phù hợp với những anh nào mà muốn nuôi chó con để huấn luyện ấy. Vậy vì thần kinh của đàn này nó rất là tốt. Chứ là bình thường ví dụ như bảo là để nói này để cho mọi người thấy đi đây rồi. Nào. Để mọi người thấy là cái giá chó nó cứ lung tung nhỉ. Ừ. Năm tỷ đến 10 tỷ ai bây giờ ai bây giờ. Năm mới chào chúc chú mạnh khỏe. Làm ăn cũng phát đạt luôn. Molly có khả năng làm lệnh không cần nhìn tay, chỉ cần nghe tiếng nói thôi. Mọi người để ý nhé, anh làm lệnh. Đây, cứ bảo như này này. Cầm bảo này. Vậy, không bị sợ đâu. Một đi, cắm. Đi viện. Sự an sợ. Phút. Đấy. Cái gì? Ao. Ao. Molly có một đặc điểm là cực kỳ ham đồ. Đôi dép mới của em hôm qua vừa đi về nó thấy phát là nó nhai hỏng luôn rồi. Xin đi. Xin. Đây nhỉ. Anh ơi đứng dưới gạch đằng này đẹp hơn này. Cam. Cút. Cút. Đây nhỉ. Cam hiểu. Chuẩn bị chồng mít của mình đây. Cút. Đây nhỉ. Vivian. 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 Yên. Sit. 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 Yên. Yên. Ngồi yên đấy. Rất là ham đồ nhưng mà chủ bảo ngồi yên là phải ngồi yên. Nói chung là nói qua mọi người hiểu này là cái giá chó me ai loi ấy. Ở trên thị trường là đang giả ảo lung tung đúng không? Ừ. Phút. Phút. Nó cũng không đắt như mọi người nghĩ đâu. Mà nếu mà rẻ quá thì cũng không có chó chuẩn mà chơi đâu đúng không? Nhưng mà đắt nó ví dụ như là cứ bảo là 70-80 triệu cũng cả 50 triệu một con chó con đúng không? Ừ. Những cái đấy thừa sức nhập được một con chó từ bên nước ngoài về rồi. Ăn được lém thôi anh. Đấy, tham đồ không? Nó ham đồ hơn con này không? Cái gọn xe xe đi. Đi. Còn giá nó cứ ảo lung tung đúng không? Ừ. Còn ai bảo những cái đàn này không hay nhất Việt Nam thì
cả vào đây để đối chấp luôn đúng không? Đấy, bố mẹ như thế luôn. Có nghĩa là mọi người mua, thường mua, thứ nhất mua ở trên mạng cũng cả, thứ hai mua cái danh tiếng người ta cứ thổi giá chó lung tung thôi chứ nó không đắt đến nỗi. Con chó con nó phải phụ thuộc vào cái độ hay của bố mẹ, tại vì là thường chó con nó sẽ thừa hưởng rất nhiều từ bố mẹ. Đấy, mà những cái con này là bố nhập xác, mẹ nhập xác. Ở Việt Nam cũng rất là hiếm những con chó cái nó có giải cao được như thế, mà con chỉ này có vài ba con đến trên đầu ngón tay thôi. Còn mấy đời đi thi có giải. Mà giải quốc tế hẳn hoi. Mà ghi là 3 đời Himoba chứ đờ. Có nghĩa là cái đàn chó con nhà mình ở đây là cụ kỵ các thứ nó đầy Himoba hết đúng không? Đấy. Molly Gin thì thật kinh khỏi phải nói rồi. Hơi béo. Đây. Giá ở Việt Nam nó rất là lung tung. Đợt nọ có những cái đàn bảo thổi 50 triệu 70 triệu lấy đâu ra đúng không? 50 triệu 70 triệu nhá. Đến con này này, cả một ngày con chó to này. Ao. Ví dụ như con này mà bây giờ ai bảo mua 70 triệu nhá, bán luôn. Chưa nói là chó con nhỉ. Thế nên là khách hàng cũng cần phải xem thông tin, có chọn lọc, tỉnh táo. Phải có một cái kiến thức đúng không? Chứ không phải là mọi người đừng có nghĩ là mọi người cứ mang tiền ra là mua được chó hay nhá. Đúng không? Không phải là có 5-70 triệu đã mua được con chó hay đâu. Chuẩn. Có khi tự dưng lại biến mình thành gà nhỉ. Chó nó không là đắt đến nỗi như vậy được. Một con chó con không thể đắt thế được. Có thể là nó hay đến mấy thì hay chẳng nữa, nhập thẳng nước ngoài mà nó không đến nỗi đắt như vậy đâu. Đúng rồi. Bởi vì là những cái con nhập có giải có riếc về nó cũng chỉ vài trăm đến 200 hoặc là đến 108. Như con Molly này ngày xưa nhập nó có giải nhá, mà thời nó còn rất là trẻ. Thời nó mới 2 tuổi rưỡi 3 tuổi về đây mà nó mới có 108 mấy triệu mà đúng không? Sao chó con làm gì được đến lỗi mà đến 5-70 triệu được? Đúng rồi. Đây là nhập một con chó to có giải về, hoặc như con Gin cứ nhập ngày xưa về là có gần 300 triệu chứ đâu. Đấy là cái thời còn Malinois mới nổi, đỉnh cao của Malinois. Bây giờ mà chó mà đang đợt này Malinois còn rẻ rất là nhiều rồi mọi người nhá. Không đến lỗi đắt như thế đâu. Anh ấy làm lệnh một lần nữa đi rồi cho Molly vào. Làm lệnh lại hết một lần nữa đi. Molly là ship. Cho khán giả xem. Lên nhìn. Chăm. Phút. Vi viện. Đó, con bố. Rồi, xin chào mọi người.